hân hoan chào đón quý vị khách hàng đã quay trở lại chuyên mục giải đáp thắc mắc quý vị hỏi, Ngọc Nga trả lời số đầu tiên được phát sóng vào đầu năm Nhâm Dần 2022. Lời đầu tiên, cho phép Ngọc Nga xin kính chúc tất cả quý vị khách hàng cùng toàn thể gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và không để quý vị đợi lâu thêm nữa, ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Ngọc Nga đi tìm hiểu về các câu hỏi của quý vị khách hàng về dòng sản phẩm phục vụ cho nhu cầu chế biến thức ăn cho vật nuôi. Và đó là gì? Thì trước hết, Ngọc Nga xin mời quý vị hãy cùng với Ngọc Nga theo dõi một đoạn video về dòng sản phẩm này. Dạ vâng, hiện tại quý vị đang theo dõi là 8 sản phẩm máy băm cỏ do công ty Bình Minh sản xuất đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý vị bà con. Và quý vị có những thắc mắc gì về dòng sản phẩm này? Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Ngọc Nga tìm hiểu trong video này. Dạ vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi của khách hàng Phạm Công: tôi muốn băm thân cây chuối thì có thể sử dụng dòng sản phẩm nào? Thưa quý khách, với nhu cầu là muốn băm nhỏ thân cây chuối thành thức ăn cho vật nuôi thì Ngọc Nga xin giới thiệu tới quý khách dòng sản phẩm máy băm chuối đa năng do công ty Bình Minh sản xuất. Với dòng sản phẩm này, quý khách có thể dễ dàng băm nhỏ thân cây chuối với nguyên tẩu lá có đường kính có thể lên tới 16cm. Ngoài ra, quý khách còn có thể tận dụng máy để băm nhỏ các loại nguyên liệu khác như là cỏ voi, cỏ sả, thân cây ngô hay các loại rau, bèo số lượng lớn với năng suất có thể lên tới 500 cân một giờ. Với dòng sản phẩm này, trung bình quý khách có thể dễ dàng băm nhỏ một thân cây chuối to trong khoảng thời gian chỉ từ 20 đến 30 giây. Như vậy, trong vòng 1 phút, quý khách có thể dễ dàng băm nhỏ từ 2 đến 3 thân cây chuối. Và để biết thêm thông tin chi tiết về dòng sản phẩm này thì Ngọc Nga đã để một link video ở phía trên màn hình để cho quý vị có thể tiện theo dõi hơn về dòng sản phẩm này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi của vị khách hàng Thu Mai: tôi muốn băm mấy phụ phẩm như là thân sắn thì máy băm chuối có thể băm được không? Dạ vâng, thưa quý khách Thu Mai, với nguyên liệu là thân sắn thì Ngọc Nga xin khẳng định với quý khách có dòng máy băm chuối đa năng không phù hợp để băm nhỏ loại nguyên liệu này, mà thay vào đó Ngọc Nga xin giới thiệu tới quý khách dòng sản phẩm máy băm cỏ 5TA sử dụng động cơ điện tải 3kW một pha cho ra nguồn năng suất từ 300 đến 500 cân trên một giờ. Máy với thiết kế hiện đại có bộ lô quấn cùng với hộp số điều chỉnh lô quấn sẽ giúp quý khách tự chủ trong việc lựa chọn độ to nhỏ của thành phẩm. Và phía bên trong buồng băm với hệ thống 4 con dao được làm bằng chất liệu thép dày dặn được xử lý ở nhiệt độ thích hợp tạo độ sắc bén sẽ giúp quý khách dễ dàng băm nhỏ được loại nguyên liệu nhà thân sắn với độ cứng khá là cao một cách dễ dàng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba. Câu hỏi của vị khách hàng Văn Nguyên: cỏ voi, thân cây ngô, ngọn mía, tôi có 3 loại nguyên liệu này thì sử dụng dòng máy nào là phù hợp? Tôi dùng điện 2 pha nhé. Thưa quý khách, với 3 loại nguyên liệu là thân cây ngô, cỏ voi và ngọn mía quý khách đang có thì có 2 dòng sản phẩm rất phù hợp với nhu cầu của quý khách, đó chính là dòng máy băm cỏ 5TA và dòng máy băm cỏ 6TA. Cả 2 dòng sản phẩm này đều sử dụng động cơ điện tải 3kW, nguồn điện 220V hay còn gọi là điện 1 pha hay là điện 2 pha như là một số nơi thường gọi. Cả 2 dòng sản phẩm được trang bị với hệ thống lưỡi dao sắc bén có thể hỗ trợ quý vị khách hàng dễ dàng băm nhỏ nguyên liệu thân cây mía, ngọn mía có độ cứng khá là cao thành mảnh nhỏ phục vụ cho nhu cầu chăn nuôi. Và như quý vị thấy ở phía trên tay Ngọc Nga đây chính là thành phẩm sau khi được băm nhỏ. Và để biết thêm thông tin chi tiết về 2 dòng sản phẩm này, quý vị có thể liên hệ với số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình để được tư vấn kỹ lưỡng nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khách hàng Nam Phạm. Nghe nói máy băm cỏ có thể băm được vằn bóc
là máy nào vậy công ty? Với nhu cầu muốn xử lý nguyên liệu ván móc, hiện nay có hai dòng sản phẩm máy băm cỏ công nghiệp đang được rất nhiều quý khách lựa chọn sử dụng. Đó chính là dòng máy băm cỏ công nghiệp 4T và dòng máy băm cỏ công nghiệp 6T, đều thời gian năng suất hàng tấn mỗi giờ. Điểm đặc biệt cả hai dòng sản phẩm này đều có hộp số điều chỉnh tốc độ của lô quấn, sẽ giúp quý vị điều chỉnh cho ra thành phẩm răm to hay là nhỏ. Tùy theo nhu cầu của quý vị, phục vụ ứng dụng vào ngành sản xuất công nghiệp gỗ ép để đặt mua dòng sản phẩm phù hợp, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhất có thể, quý vị vui lòng liên hệ với đường dây nóng của công ty đang được hiển thị ở phía trên màn hình để được tư vấn kỹ lưỡng nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Câu hỏi của vị khách hàng Nguyễn Tiến Đạt. Không có điện 3 pha, sử dụng được máy băm cỏ 2T, không vậy công ty? Sản phẩm máy băm cỏ công nghiệp 2T, nếu quý khách không có nguồn điện 3 pha, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm rằng mình vẫn có thể sử dụng được dòng sản phẩm này. Công ty đã thiết kế chế tạo phiên bản máy băm cỏ công nghiệp 2T lắp đặt đầu nổ, có thể sử dụng được ở những nơi không có điện như ở ngoài đồng hay những nơi không có điện 3 pha. Quý vị có thể lắp đặt đầu nổ D10 hoặc D12 cho máy băm cỏ công nghiệp 2T là có thể hoàn toàn sử dụng dòng sản phẩm mà vẫn đảm bảo năng suất từ 1 đến 2 tấn trên một giờ. Và để biết thêm thông tin chi tiết về dòng sản phẩm này thì quý vị cũng đừng quên số điện thoại hotline quen thuộc của công ty, nơi sẽ giải đáp cho quý vị mọi thắc mắc về các dòng sản phẩm. Dạ vâng, và vừa rồi thì Ngọc Nga đã cùng với tất cả quý vị khách hàng đi giải đáp những câu hỏi thắc mắc của quý vị khách hàng về dòng máy băm cỏ do công ty Bình Minh sản xuất. Ngoài những câu hỏi kể trên, nếu quý khách còn có câu hỏi hay thắc mắc nào khác, hãy để lại bình luận của mình ở phía dưới video clip này. Đến đây thì video đã đến hồi kết thúc. Rất cảm ơn quý vị khách hàng đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi hết video kỳ này. Và quý vị cũng đừng quên nhấn theo dõi kênh YouTube Công ty Bình Minh để có thể theo dõi thêm các video thú vị khác về các dòng sản phẩm máy móc nông nghiệp, công nghiệp. Ngọc Nga xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video thú vị tiếp theo.